Hot, tìm ra danh tính đàn em Trai Nemo, đi đường quyền tìm Trần My, hay làm clip giả gái đồ hiệu sang chảnh. BQQ là một trong những thanh niên chăm chỉ tác động vật lý nhất tại drama Trần My và Trai Nemo. Chiều ngày 16 tháng 1, Trần My trực tiếp đến xin lỗi Trai Nemo vì trót dạ sử dụng hình ảnh không xin phép. Sau 25 phút trò chuyện, tưởng chừng màn chốt đeo đã sắp cập bến thì một chị gái tên Ca tự nhận là người thân Trần My từ bên ngoài bước vào. Người này tỏ ý bên vực đàn em và khuyên cô nên ra về. Vụ việc càng trở nên căng thẳng khi hai bên dùng lời lẽ nặng nề nhằm đả kích nhau. Cuối cùng, Trai Nemo lao đến giật khẩu trang đối thủ. Ba nhân viên trong shop thấy vậy cũng lao đến hỗ trợ một cách đắc lực. Chia sẻ với truyền thông, chị Ca, nạn nhân trong vụ việc, bày tỏ kinh hoàng khi cho biết mình bị 7 người lạ mặt hành hung, trong đó có nhiều đàn ông tướng to lớn xăm trổ đầy mình. Đặc biệt, nam thanh niên mặc áo chuột Mickey là người khơi mào câu chuyện cũng như nhiệt tình ra tay nhất, khiến dư luận bức xúc. Trong clip ghi lại, chàng trai này giật tóc ghi mặt nạn nhân xuống đất không cho phản kháng. Chị Ca nói thêm, bản thân đã chứng kiến Trai Nemo nhiều lần live stream thị uy trên mạng xã hội, nên vụ ẩu đả chắc chắn có sự nhúng tay của cô nàng 9X. Hiện chị Ca đã xuất viện 115 về nhà, kèm với đó là nhiều thương tích nặng nề như đa chấn thương, xuất huyết mắt, chảy máu tai, cùng nhiều vết tích ở cổ, lưng, bụng. Thấy My sợ hãi là chị em chơi chung nên tôi đã đi cùng. Ban đầu tôi chỉ đứng ngoài cửa chờ My, nhưng sau đó thấy Trai Nemo live stream ép My nói mình buôn hàng giả, bán hàng kém chất lượng, nên tôi mới vào trong xem thử. Tôi bị chấn thương phần mềm, xuất huyết mạch máu mắt. Hiện đầu tôi đau nhức, chóng mặt, mờ mắt. Lưng, cổ, bụng cũng có nhiều vết bầm tím. Thực chất có 4 người đàn ông trong shop hành hung tôi. Khi ra ngoài còn có thêm 3-4 người đàn ông đợi sẵn tiếp tục đánh, mặc dù có lực lượng công an ở đó. Bọn chúng rất coi thường pháp luật. Hiện tôi đang đợi kết quả thương tật từ bệnh viện, chị Ca kể. Trong khi chờ đợi giám định thương tật từ bệnh viện, mới đây netizen truyền tay nhau danh tính thanh niên mặc áo chuột Mickey, hy vọng cơ quan chức năng xử lý nghiêm về hành vi côn đồ này. Được biết, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, người này để tên hiển thị là BQQ, sinh năm 1999, giới thiệu mình là trợ lý ruột của Trai Nemo. Không chỉ phụ giúp công việc kinh doanh, BQQ còn thường xuyên xuất hiện trong các clip ăn chơi, mua sắm đồ hiệu xa xỉ. Trai Nemo cũng từng gây sốc với clip tặng BQQ điện thoại iPhone đời mới vì làm việc chăm chỉ. Khác với hình ảnh hung dữ, chiều 16 tháng 1, thanh niên sinh năm 1999 thu hút cộng đồng mạng với loạt clip giả gái trang điểm lòe loẹt cùng gu ăn mặc nữ tính. Anh còn tự nhận bản thân là đệ nhất thanh lịch Sài Gòn. Trước sự công kích dữ dội từ netizen, hiện BQQ đã khóa trang cá nhân và chưa có bất kỳ động thái nào. Sau những hình ảnh chưa kịp bốc hơi, cư dân mạng cứ thế tràn vào phẫn nộ ném đá chủ nhân nhằm tạo sức ép. Trước đó vào tối cùng ngày, Trai Nemo tỏ vẻ thản nhiên như không có gì xảy ra. Fanpage vẫn cập nhật hình ảnh buôn bán đầy đủ. Người đẹp khẳng định chắc nịch rằng shop của mình bị gài bẫy, có người đứng sau lợi dụng vụ Trần My để khích tướng hạ bệ danh dự.